10 nhà xe hoạt động bến cóc tái phạm nhiều lần ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chỉ tên các nhà xe Phương Trang, Thành Bưởi, Phùng Hiếu, Thảo Châu, Cao Lâm thường xuyên đón, trả khách sai quy định và tái phạm rất nhiều lần. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch xử lý tình trạng xe khách đón, trả khách sai nơi quy định trên địa bàn. Trong đó, cơ quan chức năng đã ghi nhận 10 đơn vị kinh doanh vận tải cố tình vi phạm và vi phạm rất nhiều lần là Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Hiếu, Tiền Giang, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busly chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tư nhân Tân Lập Thành, Tiền Giang, doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng và doanh nghiệp trong nước Thanh Thủy, tỉnh Trà Vinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thịnh Phát, Bến Tre, Công ty trách nhiệm hữu hạn VT Thảo Châu, Bến Tre, doanh nghiệp tư nhân Kim Mã, Vĩnh Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn VT Cao Lâm, Bình Thuận. Qua rà soát, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng ghi nhận 76 vị trí thường xuyên có hoạt động đón, trả khách sai quy định, điển hình như 2/3 Lê Đức Thọ, bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh, cây xăng 490 Điện Biên Phủ, quốc lộ 13. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện tại vẫn chưa có biện pháp chế tài mạnh mẽ như tạm đình chỉ kinh doanh, mời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép vận tải đối với các đơn vị vi phạm và tái phạm nhiều lần. Mặt khác, tâm lý hành khách ngại khó khăn đi lại, chờ đợi phiền phức mất thời gian, muốn được đón tận nơi nên không vào các bến xe liên tỉnh mua vé. Do đó, để tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với tình trạng vi phạm này, Sở Giao thông Vận tải đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng bến bãi đón trả khách không đúng quy định, chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón trả khách theo thẩm quyền quản lý. Đồng thời rà soát mục đích sử dụng đất và kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với những vị trí bến bãi hoạt động sai quy định. Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương mở cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ sai quy định, đặc biệt trên địa bàn các quận 1, 5, 19, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các địa phương xử lý trường hợp sử dụng đất sai mục đích để lập bến bãi, điểm đón trả khách sai quy định, kể cả trường hợp tổ chức đưa xe vào bên trong trụ sở văn phòng để đón khách.